Cô Út nhỏ tặng cho Hạt Dẻ cái túi này. Hạt Dẻ muốn đựng gì á thì Hạt Dẻ đựng nha. Dạ. Con bị gì hả? Con nhỏ, con nhỏ không biết chừng nào con nhỏ mới quay lại nữa. Người ta nói con cái là núm ruột cũng đúng, có rứt ra rồi thì cũng dây dưa thôi. Có máu có xót mà. Con Hồng, sao con Hồng im re vậy? Hay là cô cũng nhớ cô cũng nhỏ nữa hả? Đâu có. Rồi xin lên này, xin lên đây cô Hồng chải tóc cho. Cô Hồng im á là tại vì cô Hồng thấy tội nghiệp con quá à. Ủa, con có gì đâu mà cô Hồng phải tội nghiệp con? Thì thấy dễ buồn đó, dễ nhớ cô út nhỏ nên dễ buồn nên cô Hồng thấy tội nghiệp. Nhưng mà con đừng buồn nữa. Con buồn vậy rồi cha Mô buồn theo rồi sao? Con không thương cha Mô hả? Thương chứ, con thương cha Mô nhất trên đời luôn. Con thương cha Mô thì con phải vui chứ. Con mà cứ buồn vậy rồi cái cha Mô nghĩ là con thương cô nhỏ nhiều hơn sao? Đâu có đâu. Con đâu có muốn nó buồn đâu mà tự nhiên nó buồn vậy á. Bây giờ như vậy ha. Con nhớ cô út nhỏ đúng không? Dạ. Vậy thì Hạt Dẻ phải ăn nhiều vô để Hạt Dẻ mau lớn. Mày mốt Hạt Dẻ lớn lên rồi đó, cái Hạt Dẻ tự đi thăm cô út nhỏ luôn. Cô Hồng bây giờ cũng tự đi thăm bà nội đó. Hay thả. Hay quá à. Vậy mai mốt Hạt Dẻ lớn lên, xong rồi Dẻ tự đi thăm cô út nhỏ luôn. Chắc là lúc đó cô út nhỏ, chắc là lúc đó cô út nhỏ ngạc nhiên lắm á. Đúng rồi. Đúng là con nít buồn đó, vui đó, như thổi bong bóng vậy.